điện thoại. Nãy giờ con cũng thấy luôn. Nhiều. 55.000 năm năm cờ á chứ. Hả? Có con bạn cái gì chứ? Trời ơi, kêu con già bán được con bạn. Ai kêu chứ gà? Heo. Nó suối mày sao mày heo nói vậy mày ngu quá vậy. Theo con gần ổng á chứ. À. Gần ổng phát hiện đi theo chết là ổng theo luôn. Trời hôm nay gan quá ha, dám xin số mấy bé nhà lấy con gì lấy con cháu. Hai bà cháu có đụng má mày đưa con chi? Hả? Ở đâu con xin quà à? Cho anh số bé đi. Số bé lấy không? Mày mà gọi một cái bé bé kêu cô già còn quýnh mày nè. Thả bông chó căng. Có giận mặt nhà làm quýnh mày đó nha. Mấy bé kêu không có đâu, nó vô chết tao kêu mày nào. Nó vô chết tao nó mời đi khám bệnh hết thôi. Thôi mày mốt con xin thẳng luôn, con hỏi con hoài đó, hỏi qua chức cũng hỏi qua. Con cũng có số bé bé rồi. Bây giờ nói không trước có đâu. Có nó chọn ai trở về nói trước đi. Chọn một người thôi rồi đó. Anh đừng rút về. Rồi có hình đúng không? Ừ đó. Không có đâu, hôm nay nói xấu trong quá trời luôn. Nói xấu nói xấu mày trở là nhìn. Ok. Chức. Ông này ly chưa? Nè. Vô nói má này ly cà phê với hai ly này là nhiêu? Là tính tiền giờ tính tiền hết phải không? Này rồi. Cà phê. Cà phê với hai ly này nè, ly cha này uống nè. Thôi để tự trả cho. Thôi để đi chết cũng không lấy. Nè. 65 thì tính. Thôi đừng lấy tiền bà. Giá 15.000 đi. Đó đưa 50 rồi nè. Đâu đó tự trả con cho. Thôi. Trả luôn cho Lâm giảm mặt mày à. Bỏ 15.000 vô đủ rồi. Cái ly chai nước 15. Còn này mua bánh nha, cái ly đó 25.000 á. Ai mua bánh cho chết kìa. Thôi mày hỏi đi. Mày ra giá ai mua bánh hả? Đủ má mày ăn rồi mày trốn bệnh. Mày né hả? Không ăn đâu. Móng chai gì đó. Chai gì? Chai bia. Bia gì? Bia Tiger. Đó, cái này nước em tự trả nha mọi người. Để tiết kiệm cái bao. Nè. Để cho anh Hưng cho phốt chúng anh Hưng mệt lắm. Nè, hỏi nha. Hỏi nè, mày vô mày kêu hai lon canh ken. Ủa, nguyên đám con cò ăn uống trà đá mày ông đầu ra uống canh ken. Hả? Ủa, mày có tiền mày hùng nhiêu? Hai trăm mà mày nhìn đây bốn cái móng, hai miếng cà hủ, 10 miếng bía. Là nhiêu? Ông ơi, còn khám bệnh này, ông có ăn nổi. Ủa mai thứ mấy mà khám bệnh? Mời khám bệnh viện Tú, mốt khám bệnh viện 115, quận 10 hết thuốc rồi, nó chuyển qua số con xui quá bị chuyển viện rồi. Còn bú chuyển qua định. Cái đó là do nghiệp với gì chứ? Nghiệp quanh môi. Nói chung tao quýnh lộ, tao đuôi cái quýnh lộn với qua lẹ lắm á. Vụ án qua, làm lạnh hai. Mày là anh ba. Vụ án sao mà quýnh vớt đầu cóc lụm vô bán tao nghe không? Cho bình trà đá uống coi. Trời ơi, không có nước trà vậy. Nhóc nào đâu lại bán số hàng nhóc mình lành lắm. Phải không? Nó hay phải không? Nói thì sao? Ủa bán số vậy lắm luôn. Đi ngang rồi. Thế là con ơi. Má nó đó còn một quá. Đó, lấy vợ cũng giống vậy đó, đẻ xong dắt con đi. Đó, hừng phải lắm. Con Quang á, bóp nhỏ gì sao, nhỏ mất xác luôn. Tới giờ không lại luôn, nghe không? Biển không? Biển xanh. Trong biển mà nó còn đéo tha nữa. Trời ơi. Chắc nói vậy sao bốn con lấy vợ vậy? Mày...
Mà ghét quá không quay chút nữa. Thôi chị đi mà. Đi dạ. Ê ê ê uống nước đi. Trả tiền. Ở đây. Đi mua bánh nha. Đâu rồi. Ê quẹo lại mua bánh. Dẫn mặt tao hả mua chưa. Đã nâng nó ưa hứa là ô lại đi nè mày hứa 9 giờ ô lại nha mày nhớ nha 9 giờ ô lại anh mua số ông nhìn em hoài vậy mua không không nha đi cứng cái ghét không tưởng tao là trai vậy ghét ừ mê cái đích tẩu không không quay chúng mình tu giờ bà đó nó nhìn mặt thằng đó và đó to lắm đó đó ngày tao cho 100 á ghê lắm lấy hai cờ nữa đi đủ 100 có 200 không anh đây có 200 không vậy đưa thêm hai tờ đi rồi 44.000 có 6.000 gì chứ thôi 6.000 hơi nhiều 6.000 anh đưa 50 4 tờ 44.000 hơi 6.000 lẻ hả ừ. 5.000 cũng được 5.000 có cờ 5.000 đưa cờ 5.000 cũng được có nè ôi chứ cái gỗ bữa đâu chứ người ta hỏi sao chứ ông đem cái gỗ ra đựng cái số cho ta đầu rồi cũng ta đầu lại rồi xui gì cũng cái gỗ đó của ai đấy thôi anh đi rồi năm 5.000 cảm ơn anh nha cảm ơn nha ai vậy số không anh đẹp trai trời ủy mù hiến mày quê anh Việt Kiều kìa số không chị ơi số đi mấy tờ 1 tờ 11 ngàn 4 tờ vậy rồi đó 4 tờ đi 44 ngàn mở năng quay đứt lời bốc sinh 44 ngàn đưa 244 có lại nhiều chèm hết cuối rồi 2 ngàn có mấy chị đẹp không trăm mấy quên rồi chị 156 chị lấy nhiêu tờ rồi còn trăm nữa là đủ chị gì đẹp ơi gì chị nào cũng đẹp chứ có giới thiệu cho anh Ba Hưng không không Ba Hưng vừa về gái với bà giới thiệu gì Ba Hưng mày gái lắm á hơi nhiêu nữa chị đủ chưa đủ chưa? Mười. Trời. Ném giùm đi. Một câu nào? Một câu nào? Đủ rồi. Thì chức của anh đẹp trai em quên ô tô rồi chức qua bệnh kẹo. Trời ơi, nó bắt leo xe. Leo xe hả? Không. Số anh Việt Kiều anh áo đen áo đỏ kìa đẹp trai từ từ chúng vô duyên quá à. Số đi anh ơi anh Việt Kiều số không hai tờ 22.000 chúc may mắn lần sau số tình thủ chạy chút liền chạy tiền luôn đúng không? Lấy 22.000 55.000 lấy luôn đi chẳng trăm trời ơi còn có mấy tờ chẳng trăm ngàn cơ hên đó lâu lâu mới mua lần mà trăm không có để ý cảm ơn nha chúc may mắn đi thôi may mắn thôi cắt bỏ hai chữ cuối anh ơi đó mẹ mua đi mua không anh bắt này biết chơi không cái này thấy bé bú không bé bú hay xài á mua bán cái đó hả bán cái số đổi đổi không thôi cũng đâu biết bú đâu không biết bú đâu đi
chức nay ghê luôn, giang hồ mà không biết bú. 55 ngàn. Sao ông mua hết đi 120? Hả? Bao nhiêu tiền? Hả? 4 ngàn thôi. 1,5 mua ủng hộ thôi. 5 ngàn. Cho bà 5 ngàn luôn á, bo luôn. Thanh tiền. Đi cài đây này. Chị nó đẹp không? Nó tên là Hưng. Hưng. Chịu không? Chịu không? Nó quay á. Số không? Kệ chị. Chị tên gì vậy? Nhiêu tuổi? Lý 28 tuổi. Anh này 29. 29 chín đời vợ. 29 chín đời vợ. Vị chức là thứ 10 đó. Quay coi đại đi. Gì? Lâm gia đi, cả đang quay cái kia. Lên đây kì. Lấy. Không được anh Hưng ơi. Anh Việt Kiều. Để trái máy luôn anh Hưng. Anh đẹp trai. Má thấy nhỏ có cặp quà gì. Trời ơi đẹp quá, vỏ đẹp ghê. Dứt. Dứt anh Hưng ghê, dứt. Nó ngồi quay không hoài vậy. Chị Tiều dữ hương quá trời. Khoai kìa, khoai kìa, cặp kìa, quá trời. Thật kìa. 1 ngàn. Bán là bán đi chứ còn đôi giòn nữa. Ê, không có ăn nha, nó đưa lên mạng là mệt lắm nha. Kệ ta, mày vô duyên quá, nó giàu mình ăn. Đấy, năm rồi chưa. Mày vô duyên vậy, nó giàu mình ăn, mình thèm, mình ngu quá à. Mày không ăn, tao ăn, mày vô duyên quá. Đó, anh Vân, ảnh mà biết được là mệt luôn gì chứ. Kệ ta đi. Nó ăn sang quá mình ăn. Thế ảnh cho nè. Thôi, không ăn đó đâu, cái này mới ngon nè. Ơi, cái này mới ngon. Trời ơi, ăn vú dây nướng không có gan mặn vú dây nướng luôn. Thôi, vú dây nướng mới ngon nè, cái này đặc biệt. Này ngu quá. Lấy tiền chưa bên đây? Lấy rồi. Lấy rồi. Kệ đưa qua trên ba Hưng thì dứt. Ba Hưng. Nhỏ vú đẹp cho em mà. Kệ lấy trên ba Hưng ăn đi. Ba Hưng. Ba Hưng. Mẹ. Ba Hưng. Mẹ. Đi đi. Quay đi trước, trước đi đi quay chợ anh bú heo. Cái gì bú heo gì trời. Bài hả mày? Trời chịu hoài luôn anh Hưng. Đó anh Hưng nè đó. Anh Việt Kiều số không? Anh này có tiền. Ủng hộ em đi. Đó, Tuấn Anh có tiền vô ngồi đi. Bị nhung, mấy muốn xuất gia bị nhung. Ba Diệp Tiêu số đi. Nè dẹp đại cho anh vô. Quý Nhung. Vậy số ba Diệp Tiêu. Anh nói định cầu hôm em đó. Nè ghế nè ba Diệp Tiêu, anh Diệp Tiêu ngồi đi. Có thai nha mọi người. Có thai. Có thai mà thường anh ở lòng nào đó. Ra quay đi. Đi máy qua bên trái đi. Ủa mày đi đưa anh xin vậy. Chị chức mua cho anh ăn á anh ơn.